Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại kho hàng Nhật Shop Fresh House địa số 12 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Và tôi là Bùi Huy. Đây là clip đầu tiên của tôi trong năm 2022. Năm mới thì chúc toàn thể các bạn và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Ở clip này thì tôi sẽ giới thiệu các bạn và hướng dẫn các bạn sử dụng mẫu máy giặt cao cấp của Panasonic, model là NASVX880R. Model này thì nó cũng ngang với model NAVX8800. Thế nhưng bản này thì nó cao cấp hơn một chút thôi. Chứ còn về năm sản xuất và các tính năng thì về cơ bản là nó cũng la lá nhau thôi. Đó. Chúng ta sẽ nhìn qua nó một chút. Con máy này thì đã có anh khách ở Trung Hòa đặt mua rồi. Thì là tiện đây thì tôi làm clip hướng dẫn để tôi gửi cho anh, thì tôi cũng đang lên kênh YouTube để cho các bạn có thể tham khảo. Những bạn nào mà đang dùng mẫu máy này rồi, chúng ta có thể sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Và những bạn nào mà chưa dùng thì chúng ta có thể tham khảo để mua cho gia đình mình một mẫu máy tương tự. Con này là một con máy được sản xuất trong năm 2020, là bản cao cấp. Thế nhưng mà nó là cái bản không phải là bản đắt tiền nhất. Có thể gọi là cao cấp nhất nhưng không phải đắt tiền nhất. Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì bản này là một bản mà được hãng người ta thiết kế màn hình hiển thị LCD chứ không phải màn hình cảm ứng. Đó chính là Series 8. Nhiều bạn hỏi tôi là Series 8 này, 8 và 9 này, 7 khác nhau như thế nào. Thì tôi cũng tiện đây giải thích với các bạn là Series 8 là một series mà hãng sản xuất màn hình LCD. Còn Series 9 là một series mà hãng sản xuất màn hình cảm ứng. Ở ngay bên cạnh kho hàng Nhật là một cái tiệm cơ khí, thành ra là họ đang hàn xì rất là nhiều tạp âm. Thế là các bạn chịu khó lắng nghe một chút nhé. Đó, thì con này là một con mình có thể nói là cao cấp nhất rồi. Thế nhưng mà cái giá tiền của nó chưa phải là cao nhất. Nó còn thấp hơn Series 9. Vì Series 9 thì cũng tính năng như thế này. Thế nhưng Series 9 thì nó được tích hợp màn hình cảm ứng như điện thoại. Đó, thế nhưng mà nếu mà với quan điểm cá nhân của tôi thì cái màn hình cảm ứng đấy thì lợi thì ít nhưng mà hại thì rất nhiều. Nghĩa là khi mà các bạn vô tình mà bị liệt cái màn hình đấy thì chúng ta sẽ rất là phiền phức trong quá trình là chúng ta phải mua một cái màn hình mới và giá thành của nó không hề rẻ. Đó, nếu mà chúng ta mua nó dao động khoảng tầm 10 đến 12 triệu và chúng ta phải chờ đợi một khoảng thời gian thì mới đặt về được. Thành ra các bạn sẽ lưu ý cân đối khi các bạn lựa chọn các cái bản để các bạn sử dụng nhé, cho phù hợp mà chúng ta lại không tốn quá nhiều tiền. Đấy là một cái kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đó, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn sử dụng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem các cái cấu tạo của nó. Về cơ bản thì cấu tạo cũng như các cái mẫu khác thôi. Nó chỉ có một cái khác là gì? Một cái khác là như các cái mẫu khác thì nó sẽ có khay sập phòng ở đây. Đấy. Ví dụ như con bên cạnh này là con 7500 thì khay sập phòng của thiết kế ở đây. Cũng như các cái mẫu khác thì đều khay sập phòng thiết kế ở đây. Thì lên đến mẫu 8800 và 8900 này thì là thiết kế của nó là khay sập phòng ở trên này. Đó. Khay sập phòng ở trên này thì nó có hai ô. Ô này là ô để chúng ta để tự động. Và ô này là ô để chúng ta để thủ công như các dòng máy trước. Nếu để thủ công để lấy từng lần chúng ta sẽ để ở đây. Nước giặt thì chúng ta để ô trong này. Nước xả chúng ta để ô ngoài này. Để tự động cũng như vậy. Nước giặt chúng ta để bên này. Nước xả chúng ta để bên này. Đấy, các bạn lật lên, các bạn có thể để vào được. Muốn vệ sinh thì các bạn chỉ việc nhấc lên rất đơn giản. Cái này cũng tương tự. Các bạn kéo ra. Và chúng ta nhấc lên vệ sinh thoải mái. Bên này cũng như thế nhé. Rất là dễ đúng không ạ? Chúng ta có thể tháo ra vệ sinh được. Đây nó đã có ký hiệu để hướng dẫn cho chúng ta này. Đây là lấy tự động. Đây chữ này là chữ tự động các bạn này. Đấy, còn đây là lấy thủ công. Đấy là về thiết kế khác nhau một chút như vậy. Đây vẫn là khay rác sấy. Chúng ta sẽ lấy bụi vải trên này. Và dưới này thì vẫn có một cái khay rác. Một cái khay rác để chúng ta đựng những cái rác khi chúng ta giặt. Đấy thì chúng ta sẽ vặn này. Chúng ta sẽ vặn xuôi ngược chiều kim đồng hồ để vặn ra. Đấy, chúng ta rút ra. Đó, đây là tôi mới giặt thử hai mẻ các bạn nhìn này, rất nhiều rác ở quần áo ra rất bẩn đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đổ đi nhé. Cái này thì trước khi giao cho khách thì là tôi sẽ vệ sinh nó đi rất là sạch sẽ. Đây là tôi đang test trước khi giao cho khách và con này sẽ giao vào chiều nay. Thôi để đi năm nào chứ. Đó. Thôi để đấy. Đấy, đấy là cái khay rác bên dưới. Cấu tạo thì về như nhau, còn về sử dụng thì nó sẽ khác một chút. Con này thì vì nó có thêm cái tính năng là tự lấy nước giặt nước xả ở trên này. Đó, thế nên là nó sẽ có cái bảng điều khiển để chúng ta điều chỉnh. Đấy, ở điều chỉnh thì đây là nút tính năng của từng nút này.
đây chúng ta đi từ là ngày trở lại đi. Đây là nút bật, đây là nút tắt, khởi động tạm dừng. Đây là nút chọn chương trình. Đấy, chọn chương trình thì là nó có 3 chương trình chính. Trên cùng này là chương trình chỉ giặt, ở giữa này là chương trình giặt sấy, và dưới cùng này là chương trình chỉ sấy. Nếu như các bạn muốn phơi như máy giặt ở Việt Nam thì các bạn hãy ấn cái chọn lên trên cùng này thì nó tắt đi này, bật lên này. Nếu các bạn muốn giặt để phơi, các bạn hãy chọn chương trình trên cùng này và chúng ta ấn khởi động là xong. Nếu các bạn muốn giặt sấy để mặc luôn thì các bạn hãy chọn xuống cái thứ hai này, đấy là giặt sấy để mặc luôn. Xuống cái thứ ba này là chương trình chỉ sấy. Thế là nhiều khách hàng hỏi là sấy nó có nhăn hay không, thì tôi sẽ trả lời các bạn là sấy thì là nó sẽ chống nhăn, là cái công nghệ tốt nhất ở ngoài thị trường hiện nay rồi. Thế nhưng mà để lưu ý sấy không nhăn thì các bạn hãy lưu ý giúp tôi là các bạn hãy cho lượng đồ ít thôi, đặc biệt là quần áo sơ mi hay những quần áo đắt tiền thì các bạn nên giặt cho tôi một nửa lồng hoặc 1/3 lồng thôi, thì tôi đảm bảo với các bạn là sấy không nhăn và các bạn có thể mặc luôn được. Đấy, còn đây là nút lên xuống để chọn chương trình. Các cái chương trình nhỏ ở trong này nó gồm có giặt chăn, giặt nhanh, giặt ban đêm, thì các bạn hãy ấn nút này để điều chỉnh. Đấy, nhưng mà thường thường ấy thì tôi khuyên các bạn là lên để tự động, nghĩa là các bạn chỉ việc ấn nút này để chúng ta lựa chọn thôi. Chúng ta lên để tự động đấy thì hệ thống cảm biến eco này nó sẽ hoạt động, chúng ta không cần chọn gì cả. Đấy, các bạn chỉ lưu ý cho tôi là nó có một cái chương trình này là chương trình tự vệ sinh đồng giặt này, chương trình này này. Đấy, thì các bạn có thể để vệ sinh đồng giặt. Ngoài ra thì tất cả các chương trình giặt bình thường, các bạn giặt các loại vải các bạn cũng lên để cho tôi tự động là được, nghĩa là các bạn chỉ việc điều chỉnh cái này và ấn khởi động là xong. Đấy, đây là hai nút điều chỉnh lên xuống để chọn chương trình. Đây là nút hẹn giờ. Đây là bốn cái chu trình giặt của máy, bao gồm có giặt, rũ, vắt, sấy. Cái này thì khi mà tôi bán cho khách thì tôi sẽ dán tiếng Việt lên trên từng nút này thì nhìn cũng rất là dễ thôi. Đây là nút chọn nước nóng. Chọn nước nóng thì nó có nhiệt độ từ 15 độ đến 60 độ. Đấy, bản càng đắt tiền thì nó càng chia ra nhiều mức nhiệt độ để cho chúng ta lựa chọn phù hợp với các loại vải. Đấy, đây là mức chọn nước nóng này. Còn đây là nút giặt khô diệt khuẩn, chương trình diệt khuẩn này. Đấy, chương trình diệt khuẩn nghĩa là giặt nó sẽ không dùng nước các bạn nhé. Giặt không dùng nước có nghĩa là nó sẽ tạo ra nano. Đấy, tạo ra nano để nó diệt vi khuẩn. Đây, công nghệ nano rồi này. Để nó diệt vi khuẩn, nó mốc ở quần áo của chúng ta. Đấy, chương trình này là chương trình giặt khô diệt khuẩn. Tiếp theo đây là để chúng ta cài đặt cái nước giặt và nước xả tự động. Là hai nút này. Bên này là nước giặt, bên này là nước xả. Đấy, các bạn có thể ấn để lựa chọn. Đây, đầu tiên tôi phải để ở chế độ giặt đã. Sau đấy chúng ta sẽ ấn để lựa chọn. Đó. Nếu như chúng ta để ở giữa này là tiêu chuẩn, nghĩa là chúng ta đang giặt cái chọn nước giặt tiêu chuẩn. Nước xả cũng tương tự, để giữa là tiêu chuẩn. Các bạn có thể là ấn lên trên này là chúng ta muốn cấp nhiều nước giặt hơn. Ấn xuống dưới này là muốn cấp ít nước giặt hơn. Còn ấn ở giữa này là chế độ tiêu chuẩn. Đấy, nước giặt nước xả đều giống nhau các bạn nhé. Còn các bạn tắt đi thì nó sẽ lấy thủ công. Đó, tắt đi này lấy thủ công. Còn đây là cái nút này là nút cấp nước phụ. Đấy, các bạn phải giữ 5 giây nên nó hướng dẫn mình như rồi. Giữ 5 giây. Đó, còn đây là cái nút này các bạn nhìn này. Nút này nó sẽ có thêm một cái tác dụng, đấy là khóa trẻ em. Các bạn có thể giữ khoảng 3 giây là nó sẽ khóa trẻ em, nghĩa là khóa cái cửa này lại. Đó, và trẻ em sẽ không chui vào được. Đấy là chương trình, là cái chức năng khóa trẻ em các bạn giữ. Khi giặt xong các bạn sợ trẻ em chui vào thì các bạn giặt xong các bạn hãy giữ cái nút này 5 giây, các bạn tắt máy đi thì cửa nó sẽ luôn khóa, lúc trẻ em sẽ không chui vào được. Nó rất là an toàn. Con này thì được thiết kế giặt 11 cân và sấy 6 cân. To hơn các bản trước, chỉ có giặt đến 10 cân thôi. Bản này đã làm giặt đến 11 cân rồi. Đấy, đây là mở cửa, công tắc mở cửa. Đó. Khi mà các bạn đang dùng ấy mà các bạn quên đồ, các bạn muốn cho thêm đồ vào, hoặc là các bạn muốn tạm dừng để các bạn lấy đồ ra ấy, thì các bạn hãy lưu ý là các bạn ấn nút tạm dừng này, các bạn phải đợi một lúc để cho cái lồng nó ngừng quay lại và các bạn nghe tiếng tạch một cái, nghĩa là nó mở công tắc cửa này, thì lúc đấy các bạn hãy mở cửa nhé. Đó. Và vì con này nó là thiết kế cửa ngang lồng nghiêng nên là bất kể lúc nào các bạn cũng có thể tạm dừng được, trừ lúc nó đang vắt thì nó sẽ không cho các bạn mở cửa, các bạn nhé, lưu ý như thế. Đó, chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Nếu mà các bạn vẫn chưa hiểu và cần tôi tư vấn thêm về sử dụng cũng như là tư vấn thêm về máy, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại là 0966 937 999, 0966 937 999, hoặc các bạn có thể đến xem hàng trực tiếp tại kho hàng Nhật Shop Fred sau địa số 12 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Các bạn có thể tham khảo các sản phẩm trên website kho hàng nhật bãi.vn. Nếu các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Bùi Huy, ấn vào biểu tượng hình cái chuông để mỗi khi tôi lên clip mới các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo để xem clip của tôi.
Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.